Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục review và trải nghiệm một mẫu laptop. Chiếc laptop này mỏng, nhẹ, tuy nhiên thì không phải dành cho sinh viên đâu các bạn. Thực tế ra mình thấy chiếc laptop này nó sẽ phù hợp với những người phụ nữ thành đạt có thu nhập tốt, kiểu là mademoiselle đó các bạn. Và họ đang tìm kiếm một cái trải nghiệm laptop nó mỏng nhẹ và nó đem lại một cái trải nghiệm nó cao cấp. Và thêm một cái điểm đặc biệt nữa về chiếc laptop này là nó là một trong những chiếc laptop đến từ thương hiệu Nhật Bản hiếm hoi còn tồn tại thị trường Việt Nam, Fujitsu. Không biết các bạn đã nghe đến bao giờ chưa, nhưng mà mình đang có ở đây một chiếc Fujitsu CH. Đây là chiếc Fujitsu CH và mức giá của nó loanh quanh con số là 25 triệu. Vậy thì với một cái mức giá cao cấp như thế thì chiếc laptop này có gì và tại sao mình nói rằng nó phù hợp với những người phụ nữ thành đạt? Cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhá. Intro nào. Cái điểm ăn tiền nhất mà mình nghĩ rằng là bất kỳ ai khi mà cầm chiếc laptop này lên cũng có thể cảm nhận được, đó chính là về cái cân nặng của nó. Nó rất rất nhẹ các bạn. Nó chưa đến 1 cân đâu, và chính xác hơn thì là 988g. Và mình nghĩ rằng là đây là một cái cân nặng mà nhiều chị em sẽ rất là thích. Cá nhân mình là con trai, khi mà mình mang laptop ra ngoài đường thì mình cũng không muốn chiếc laptop của mình là nặng trên 2 cân các bạn. Và các chị em thì đôi khi con số đấy chỉ xuống là 1,5 cân thôi. Trên 1,5 cân là đem lại cảm thấy khá là khó khăn và nặng rồi. Thì với chiếc Fujitsu CH này thì với cái cân nặng loanh quanh là chỉ độ chưa đến 1 cân ấy, thì mình nghĩ rằng nó sẽ đem lại một trải nghiệm mang đi mang lại rất là tốt. Cái hôm mà mình nhận chiếc máy này về và mình trải nghiệm ấy thì mình cứ cảm giác như kiểu là không có máy ở bên trong các bạn. Cảm giác như kiểu người ta quên máy, người ta chỉ để nhét cái sạc vào thôi. Thì khi mà mở ra thì nó cầm trên tay mình hỏi đó, thực sự rất là nhẹ. Về cái độ mỏng thì mình có thể show cho các bạn ngay trên màn hình đây. Đấy, các bạn có thể thấy, thực sự nó đúng là mỏng, bộ cái độ mỏng khá là tiêu chuẩn bây giờ. Nói về cái thiết kế bên ngoài của chiếc laptop này thì không biết các bạn cảm thấy thế nào, nhưng khi mà mình lần đầu tiên mình nhìn vào nó, mình có một cảm giác gì đấy nó rất Nhật các bạn, thực sự rất là Nhật. Người Nhật luôn có một cái gu thẩm mỹ rất là riêng và họ luôn có những cái sản phẩm chỉ cần chúng ta nhìn vào chúng ta nhận ra ngay, à sản phẩm này là của người Nhật Bản. Ví dụ như là xe Nhật này, rồi phim hoạt hình Nhật, anime các bạn, rồi phim người lớn Nhật, ý là phim có người lớn đóng ấy các bạn. Đôi khi không cần phải có hình, có tiếng gì đâu các bạn, chỉ cần một cái screenshot kiểu có một cái ông già hói đầu ấy là chúng ta nhận ra ngay đấy là phim Nhật rồi. Thì cái laptop này cũng thế, cũng có một cái vẻ ngoài gì đó thực sự rất là Nhật Bản. Ở đây thì mình nhìn thấy rất nhiều những cái đường nét bo tròn, nhìn nó khá là mềm mại, nó nữ tính ấy các bạn, và nó cũng khá là giống cái gu thẩm mỹ của người châu Á, thích tròn tròn, thích mềm mại. Thêm một cái điểm nữa thì ở trong những cái dòng Ultrabook ấy, ở trong cái tầm tiền này, mình thấy là về cái màu sắc họ hay sử dụng những cái màu kim loại kiểu trung tính, ví dụ như là màu xám, màu đen hay là màu trắng. Thì một mình chiếc máy này nó sử dụng màu nâu đất. Có thể với nhiều người cái màu này nó sẽ không sang, nhưng mà mình thấy rằng đây là một màu nó cũng khá là đặc biệt và mình nhìn ở đây cũng khá là dịu mắt đấy các bạn, nhìn nó rất là dễ nhìn. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái logo Fujitsu được in chìm ở dưới này đó, thế nên là tạo cho tổng thể chiếc máy một cái gì đấy, một cái vẻ ngoài nhìn rất là clean các bạn, nó không có quá nhiều chi tiết thừa. Có một cái phiên bản cao cấp hơn của chiếc máy này là chiếc Fujitsu UHX. Thì cái chiếc máy đấy thì nó có cái ngôn ngữ thiết kế gọi là ngôn ngữ thiết kế Zen, nếu như mình không lầm như vậy. Thì cái chiếc máy này nó cũng được áp dụng đúng cái ngôn ngữ đó nên cũng đem lại một cái vẻ ngoài nó rất là đơn giản. Cái chất liệu của nó sẽ là hợp kim nhôm, khi mà cầm và sử dụng thì sẽ đem lại cảm giác cao cấp. Tuy nhiên sẽ có một cái điểm trừ nho nhỏ là nó sẽ khá là bám lại cái mồ hôi tay của chúng ta. Ở đây thì đặc biệt là ở cái khu vực này các bạn, ở đây thì mình đang ngồi rất nhiều đèn đây và mình đang ra mồ hôi tay, thì khi mà sờ nắm vào đây thì nó đã bám lại hết rồi. Cái này thì sẽ đòi hỏi chúng ta sẽ phải lau đi nhiều một chút, hoặc là chúng ta mua những cái miếng dán đặt ở những cái vị trí mà tay chúng ta hay để, thì nó sẽ giúp cho cái mồ hôi nó đỡ bám lại hơn, nó đỡ gây những cái vết ố ở trên này. Về chất lượng build, máy mỏng thì nhưng mà mình vẫn có thể cảm nhận được một cái sự cứng cáp ở đây à các bạn, khi mà ấn vào cái bàn phím khá là cứng đấy, và chúng ta hoàn toàn có thể mở được bằng một tay rất là dễ dàng. Tuy nhiên thì máy nó hơi nhẹ một chút nên là phần dưới nó sẽ hơi kênh lên một tẹo. Khi mở chiếc máy này ra thì chúng ta sẽ có một cái màn hình với kích thước là 13.3 inch và nó sẽ có độ phân giải Full HD. Cái tấm nền này thì là tấm nền IPS thôi, tuy nhiên thì nó là một cái công nghệ của Sharp và cái tên của nó là XOLED các bạn, IGZOLED. Về cơ bản thì cái công nghệ này nó thay đổi một số những cái nguyên liệu làm nên cái tấm nền này. Thì cái công nghệ này nó sẽ tăng thêm cái độ nét cho màn hình và đồng thời nó sẽ giúp tiết kiệm pin. Thực tế khi mà mình trải nghiệm màn hình ở đây thì mình cũng thấy rằng là cái màn hình này có một cái độ nét phải nói là khá tốt, đồng thời là có một cái độ trong, chúng ta có thể cảm nhận được nổi khối cũng tương đối là ngon. Khi mà nhìn nghiêng các thứ như thế này thì cũng không đem lại cảm giác bị biến dạng màu hay là hình ảnh. Thực sự cái góc nhìn của nó rất là tốt. Với cái màn hình này thì về cái màu sắc mình thấy nó giữ ở mức là trung tính, nó sẽ vừa mắt nhìn chúng ta hơn. Cái này thì nó cũng sẽ phù hợp để chúng ta làm một số những cái công việc, ví dụ như là chỉnh ảnh hay chỉnh video. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ không chuyên nghiệp được, cái này nó liên quan đến cấu hình máy, chút nữa thì mình sẽ chia sẻ sâu hơn. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bàn phím. Thì về cái layout của nó thì mình thấy nó có vẻ không giống với cả một số những cái mẫu Ultrabook mà mình đã từng trải nghiệm. Cái phím của nó được nổi lên khá là cao và các cái khoảng cách phím của nó được tương đối là lớn, thế nên là khi mà chúng ta gõ
các thứ ở trên này. Thì với những người có cái bàn tay to chẳng hạn thì vẫn có thể làm quen phím tương đối là dễ dàng. Về cái trải nghiệm gõ thì mình cũng đã thử một thời gian thì nó cũng không bị mỏi tay đâu các bạn. Mặc dù cái hành trình phím của nó thì tương đối là sâu, nhưng mà về cái cảm giác bấm thì là tương đối là mềm mại, thế nên là sẽ rất là phù hợp với các chị em, đặc biệt là phải làm văn bản lâu khoảng 1-2 tiếng gì đấy. Gõ trên máy này thì cũng đem lại cảm giác khá là tốt. Khi mà mình mới trải nghiệm chiếc máy này thì lúc mà mình mở ra thì mình không nhìn thấy cái cảm biến vân tay các bạn, và mình đang cảm thấy khá là buồn ấy, bởi vì là một con máy cao cấp gần 30 triệu lại không có cảm biến vân tay thì nghe nó vẻ không hợp lý lắm cho đúng không? Thế nhưng mà chiếc máy này thì lại được tích hợp camera để hỗ trợ Windows Hello. Ở đây thì nó cũng sẽ ngoài cái webcam ra thì nó cũng sẽ có thêm những cái camera hồng ngoại để giúp chúng ta có thể mở máy trong bóng tối. Thì về trải nghiệm Windows Hello như thế nào thì chúng ta cũng đã biết rồi. Về chiếc máy này thì khi mà mở trong điều kiện đủ sáng hay là thiếu sáng thì nó vẫn hoạt động tốt. Về bản chất là như vậy. Về cái trải nghiệm thì nó sẽ giúp chúng ta ít thao tác hơn so với cả cảm biến vân tay, sẽ là phù hợp với những người lười kiểu giống như mình. Cái phần trackpad bên dưới không biết các bạn có nhìn thấy không, nhưng mà ở đây chúng ta đang có hai cái nút, là cái nút kiểu chuột phải chuột trái các bạn. Đây là một cái thiết kế nó cũng khá là lâu rồi, khá là classic của laptop ấy các bạn. Thì cái trackpad này thì qua cái trải nghiệm của mình thì mình thấy ra là cái độ nhạy của nó nằm ở mức gọi là trung bình khá, và cái điểm khá là đáng tiếc ở đây là về cái diện tích của nó thì hơi nhỏ các bạn. Cũng rất là may chúng ta có thêm hai cái nút ở phía bên dưới, thì có thể khi mà trong quá trình nó sử dụng chúng ta cần làm những cái động tác ví dụ như là kiểu kéo dê các bạn, kéo dê trên màn hình thì diện tích nhỏ, thì nếu ví dụ như là không có hai cái nút này thì có thể thao tác nó sẽ hơi khó chịu một chút, nhưng mà bởi vì có hai cái nút này thì nó cũng sẽ đỡ bị vướng tay nhau hơn. Nhìn qua một số những cái cổng kết nối thì ở đây chúng ta sẽ có một cổng 3.5 này, một cổng HDMI, một cổng USB Type-C có Thunderbolt. Bên này cũng có thêm một cổng USB Type-C có Thunderbolt nữa và một USB Type-A. Thì đây là những cái cổng kết nối mình thấy là nó sẽ khá là đầy đủ cho một cái công việc văn phòng. Chúng ta có HDMI để ví dụ như để xuất ra màn hình lớn, xuất ra máy chiếu chẳng hạn. Chúng ta có cổng USB Type-A để gắn thêm một con chuột dùng ngoài vào. Và cái điểm mà mình khá là thích ở đây là việc họ bố trí hai cái cổng USB Type-C ở hai bên. Hai cái cổng này thì ngoài làm việc là một cái USB Type-C ra thì nó còn là cổng sạc nữa các bạn. Và với việc thiết kế hai cổng sạc hai bên cho phép chúng ta cắm cổng nào cũng được. Thường thì khi chúng ta ra cà phê ngồi làm việc thì đôi khi cái ổ điện nó sẽ không nằm ở cái vị trí thuận tiện để chúng ta cắm sạc cho lắm. Thì với việc mà kiểu có hai bên như thế này thì nó sẽ tiện hơn, không cần phải vòng dây qua cắm ở đây hay phải vòng dây qua cắm ở đây nữa. Rồi, và bây giờ đến cấu hình. Với mức giá cao như thế này chúng ta sẽ có một cái cấu hình như thế nào? Thực tế ra thì những sản phẩm như này, cấu hình mà những anh em là kiểu mê game ấy thì chắc chắn sẽ không thích. Thế nhưng mà cái cấu hình này nó sẽ đáp ứng đủ để chúng ta làm những công việc hàng ngày. Thì cụ thể hơn thì nó sử dụng một con chip i5 đời 11, nó sẽ có là 8GB RAM. Ở trong này sẽ có một cái SSD là 512GB, khá là thoải mái chúng ta lưu trữ. Và ngoài ra nữa thì nó sẽ có Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0. Qua những cái trải nghiệm mà mình thấy được với cái cấu hình như thế này thì chắc chắn nó sẽ đem lại chúng ta một cái trải nghiệm ngon nhất ở những cái tác vụ hàng ngày, những tác vụ văn phòng làm kiểu Word, Excel các thứ thôi. Ngoài ra thì có thêm một chút về mặt giải trí các thứ. Cái màn hình này đem lại một cái nhìn khá là tốt, nhưng khi mà xem phim ấy thì nó sẽ tương đối là ngon, nhìn vào mắt mình cảm thấy khá là dễ chịu. Chỉ có một cái điểm là cái loa của chiếc máy này thì nghe nó không được tốt cho lắm nha các bạn. Thực ra thì loa laptop kiểu mỏng nhẹ này mình không có nhu cầu gì gọi là quá là nhiều, gọi là chỉ đủ nghe thôi. Về cái âm lượng như là về cái chất lượng loa thì đều nằm ở mức gọi là trung bình. Mình nghĩ rằng nếu như chúng ta muốn có một trải nghiệm âm thanh tốt hơn thì nên đeo tai nghe hoặc là kết nối loa ngoài, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Mình có dùng thử một số những cái phần mềm như Cinebench và Geekbench 5 để chấm điểm cái chiếc máy này để xem là chúng ta sẽ có một cái cấu hình như nào cho mọi người dễ hình dung. Thì với phần mềm Cinebench ấy, thì mình có chấm được điểm đơn nhân của nó là khoảng trên 1.000 và điểm đa nhân của nó là 2.900 gần 3.000 các bạn. Còn với Geekbench thì điểm đơn nhân và đa nhân nó sẽ lần lượt là 1.300 và khoảng 3.500. Điểm compu, điểm GPU các bạn thì được khoảng hơn 12.000. Thì với những cái điểm số như này mình thấy rằng nó sẽ chỉ phù hợp để chúng ta làm những công việc mà đòi hỏi xử lý đơn nhân thôi các bạn. Đấy là những công việc hàng ngày, làm văn phòng, làm các thứ. Còn về chơi game thì nó sẽ đáp ứng đủ với những cái tựa game phổ thông hiện nay, ví dụ như là LOL hay là FIFA, thì có thể là đá trên này đem lại một trải nghiệm gọi là tương đối ổn. Thực tế ra thì mình cũng không khuyên mọi người sẽ sử dụng chiếc Fujitsu CH này là để chuyên về chơi game, mặc dù mức giá của nó khá là cao. Nó sẽ chỉ đem lại chúng ta những cái trải nghiệm làm việc hàng ngày nó cao cấp hơn thôi. Mỏng, nhẹ, màn hình tốt, rồi kiểu máy nhìn trông sang chảnh các thứ. Thì đó là những cái mà 30 triệu nó xứng đáng ở phần đấy. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì việc sở hữu một cái thân hình mỏng nhẹ như thế này thì chúng ta cũng sẽ phải hy sinh một cái thứ nữa, đó chính là pin. Cục pin ở thường những chiếc máy mỏng nhẹ này nó sẽ không được lớn. Quả thật là như vậy, mặc dù sở hữu một cái tấm nền gọi là XOLED này để tiết kiệm điện năng, thì tuy nhiên thì qua cái quá trình mình trải nghiệm thì mình để cái độ sáng là khoảng độ 50-60% và làm những cái công việc hàng ngày, lướt web, check comment trên YouTube và gõ văn bản thì nó sẽ rơi vào loanh quanh đâu đấy khoảng độ hơn 4 tiếng gì đó. Đây không phải là một con số quá ấn tượng cho một cái mẫu ultrabook như thế này, và mình nghĩ rằng là nếu như chúng ta đem ra ngoài làm việc thì có thể sẽ phải cầm theo sạc.
Nhưng mà cũng rất là may là đây là cái củ sạc của chiếc laptop Fujitsu CH này. Nó rất là nhỏ, nó rất là gọn và nó cũng không nặng đâu các bạn. Chắc là gộp hai cái này vào với nhau thì loanh quanh đâu đấy được khoảng độ 1 cân 1, 1 cân 2 gì đấy. Và thêm một cái điểm nữa thì sạc rất là nhỏ, thì nhưng mà với công suất của nó lên đến là 65W và sạc cũng tương đối là nhanh qua những cái cổng USB Type-C như thế này. Thật ra thì với thời lượng pin có thể không ấn tượng, nhưng mà với một cái củ sạc nhỏ như thế này thì nó cũng giúp phần nào đấy khắc phục được cái tình trạng sử dụng pin. Mang đi mang lại củ sạc nó cũng đỡ ngại hơn các bạn. Nói chung lại về chiếc Fujitsu CH này thì mình vẫn giữ quan điểm của mình từ đầu video. Nó sẽ phù hợp với các chị em làm văn phòng, những người gọi là thành đạt, có thu nhập cao một chút. Chiếc máy này thì với mức giá là khoảng gần 30 triệu chắc chắn là không rẻ rồi. Thế nhưng mà bù lại chúng ta sẽ có một cái cân nặng phải nói là rất lý tưởng cho các chị em. Thực sự rất là nhẹ, một cái vẻ bề ngoài rất là nữ tính, rất nhiều góc bo tròn. Và thêm một cái điểm nữa là nó cũng sẽ đầy đủ những cái cổng kết nối để phục vụ trong công việc của chúng ta hàng ngày. Cấu hình thì để phục vụ những cái mục đích gọi là làm công việc văn bản các thứ hàng ngày thôi. Chơi game thì gọi là tạm đủ. Có một cái điểm trừ mà mình chưa ưng lắm ở trên chiếc máy này, đó chính là thời lượng sử dụng pin nó hơi yếu một chút, nhưng mà cũng rất là may là có cái củ sạc nhỏ gọn, nó gỡ lại được một tí và cái tốc độ sạc nó cũng tương đối là nhanh, nên là tạm thời có thể gọi là khắc phục được một tẹo cái điểm yếu này. Vậy thì các bạn nghĩ gì về chiếc Fujitsu CH này? Với mức giá loanh quanh con số 25 triệu thì các bạn thấy rằng nó có xứng đáng hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở phần comment ngay phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và nếu hay đừng quên là like, share cũng như là subscribe ủng hộ cho kênh của mình. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.